nhiều chính sách giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp có hiệu lực vào đầu năm 2024, tiêu biểu như giảm thuế VAT 2%, giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Việc tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mở nhờn trong năm 2024 sẽ tiếp tục góp phần làm giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu thụ xăng dầu một số hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng 2% sẽ góp phần giảm giá thành, giá bán hàng hóa, dịch vụ. Người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách giảm thuế VAT. Bên cạnh đó còn góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và duy trì công an việc làm cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2024.